Hello, chào tất cả anh em nha. Nay mình lên tiếp đồ nghề nha anh em. Đó, nay mình lên tiếp đồ nghề. Nói chung là bãi mình cũng gần gọn rồi. Búa thì còn bao nhiêu nữa hết. Mình lên hôm nay mình lên từ hôm nay trở đi mình sẽ lên nha. Anh em lưu ý đăng ký kênh nha và theo dõi nha anh em nha. Từ hôm nay trở đi mình sẽ lên rất là nhiều đồ luôn. Và mình lên xả giá luôn nha anh em, để mình tiễn cái hàng này đi, để mình đưa hàng mới về nha. Nhưng mà mình đưa hàng mới về có khả năng là ở cửa hàng mới luôn nha anh em. Đó, chứ không phải là cửa hàng cũ. Cửa hàng cũ là mình vẫn bán bình thường ở đây nha. Nhưng mà cửa hàng mới thì mình chắc mình sẽ lên video nhiều ở cửa hàng mới. Nhưng mà bây giờ trở đi thì mình lên video mình xả đồ của cửa hàng cũ nha. Mình xả giá sập sàn luôn nha anh em nha. Anh em lưu ý cho mình nha. Đó thì ở đây là cửa hàng cũ mình nha. Chắc thời gian nữa mình sẽ mở cửa hàng mới và mình sẽ quay cho anh em xem cửa hàng mới mình nha. Đó thì nếu mà đồ về chắc mình sẽ mở cửa hàng mới anh em ạ. Từ bây giờ trở đi mình sẽ xả hết tất cả đồ máy móc và đồ pin nha anh em. Đó, đồ máy pin luôn nha, đồ máy móc công cụ nha, mình xả rẻ luôn nha anh em. Có cái đa số là hoạt động hết rồi đây. Dây đồ là đã đấu, đã hoàn chỉnh rồi, đã hoạt động nha. Cái nào mà chưa câu, chưa đấu dây là mình sẽ báo với anh em nha. Và cái nào đấu rồi là mình sẽ báo và mình cho thử test chạy cho anh em đàng hoàng nha. Mình xả giá sập sàn luôn cho anh em, chốt hết. Và từ nay trở đi là mình không bán đồ máy móc công cụ hàng bãi nữa nha anh em. Mình chỉ bán đồ nghề thôi nha. Riêng đồ nghề là mình mở hai cửa tiệm nha. Một cửa tiệm đây và một cửa tiệm dưới thị xã An Khê nha anh em. Thì bây giờ là trở đi là vài ngày tới tiếp theo là mình sẽ xả hết toàn bộ hàng máy móc công cụ, có cái gì mình xả hết cái đó nha anh em. Đó, mình xả rẻ cho anh em luôn, anh em tranh thủ và đăng ký kênh đón xem nha, để mà chốt được những món hàng mình cần thiết trong gia đình hoặc là mua về bán lại cũng ok nha anh em. Đó, đây, máy móc đây mình sẽ xả hết nha, mình xả hết đây. Toàn bộ máy pin đây là mình sẽ xả rẻ hết cho anh em nha. Máy pin đây. Đó, mình sẽ xả rẻ hết, nhưng mà hôm nay là mình chỉ lên đồ nghề thôi. Hôm nay mình lên đồ nghề. Và chiều nay mình sẽ lên đồ nghề món nha anh em. Và ngày mai trở đi chắc là mình sẽ lên là máy móc công cụ đấy. Tất cả đều hoạt động chạy hết rồi. Nhưng mà mình xả rẻ cho anh em nha. Mình xả giống như bán máy mù luôn nha anh em. Giá bán máy mù luôn nha. Mình xả rẻ luôn. Là anh em đăng ký kênh theo dõi để chốt được món hàng nào về xài gia đình nha anh em. Và khi mình xả xong thì mình không bao giờ bán máy hàng máy móc công cụ của Nhật bãi nữa nha anh em. Vì nói chung là mình không thích về máy móc. Mình chỉ đam mê đồ nghề thôi anh em. Và bán chung với cửa hàng cũng được anh em. Nhưng mà thật sự thì bên máy móc á, là nó phức tạp, là có điện 110 đó anh em. Thì và mình không có đam mê bên đó. Và về là dọn ra phức tạp lắm anh em. Và nếu mà bán mù á, thì nó không có lợi nhuận, dễ lỗ lắm anh em. Mà giá thị trường thì đang đua, mình không thể bán cao hơn. Đấy, thì mình không sẽ chơi máy móc công cụ nữa nha anh em. Mình sẽ chuyên về đồ nghề, sau này mình sẽ làm vài cửa hàng mình chuyên đồ nghề hàng bãi thôi nha anh em. Đó, hàng đấu giá và hàng không đấu giá và hàng bãi lộn xộn đủ thứ, tất cả là đồ nghề nha anh em. Đây, đồ nghề và bánh xe là sau này, đồ nghề bánh xe và dây điện nguồn nha anh em, là mình sẽ chơi dòng đó và mình sẽ mở cửa hàng dòng đó. Còn tất cả máy móc, máy pin thì sau này mình có khả năng mình tính lại sau. Vì thị trường càng ngày càng chuộng máy pin thì có khả năng mình mở cửa hàng máy pin. Chứ còn riêng bên máy móc công cụ, máy bào, máy cưa, máy mài, máy khoan, máy đủ các loại máy thì mình không bán nữa nha anh em. Mình sẽ xả hết, mình xả hết tất cả cái dòng này. Rồi, đấy là sau này vài ngày tới là mình sẽ xả hết. Chẳng hạn như là chắc chắn ngày mai mình sẽ xả đồ máy một video rồi đó anh em. Từ đây trở đi anh em đăng ký kênh và theo dõi nha. Rồi like, chia sẻ giúp mình nha. Để mình sẽ đăng video máy móc mình xả rẻ cho anh em nha. Rồi, còn hôm nay mình sẽ lên đồ nghề nha nè. Đồ nghề và ít đồ bếp nha nè. Mình xả luôn. Nói chung là mình xả rẻ nha anh em. Đó, mình nói anh em là mình xả rẻ. Và những anh em nào chốt hàng bên mình thì anh em lưu ý nha. Chuyển khoản đủ mình bao ship. Cọc mình không bao ship nha anh em. Còn ship hàng, ship code tới nơi anh em nhận hàng trả tiền thì mình không đi đơn được nha. Anh em thông cảm điều đó nha. Và anh em chốt hàng thì anh em lưu ý cho mình là anh em chuyển khoản càng nhanh càng tốt cho mình. Đấy, vì mình đang xả thì cứ ai chốt mà chuyển khoản dứt điểm thì mình sẽ lên đơn cho người đó nha anh em. Đó là
hàng mình đi từ ngày trước giờ chưa thiếu một đơn hàng của ai nha anh em, chưa bao giờ thiếu một đơn hàng của ai luôn đấy. Nếu mà bên Viettel hoặc Bưu điện, hôm bữa Viettel đi làm mất mình mấy đơn rồi, mình không làm việc bên Viettel nữa, mình làm việc bên Bưu điện anh em đấy, mình quay lại Bưu điện mình làm việc và mình hợp đồng nó kỹ càng và rõ ràng hơn nha. Thì anh em từ nay trở đi cứ nhận hàng đấy, kiểm tra đàng hoàng nha anh em, kiểm tra có shipper tại chỗ, trục trặc cái gì điện cho mình luôn, lúc đó mình xử lý luôn lúc đó luôn anh em đấy. Ok, mình vào đề anh em ơi, mình hôm nay mình lên đồ nghề nha, rồi chiều nay mình lên một video bán món và ngày mai mình sẽ lên video xả hàng máy móc công cụ nha anh em, có cái gì mình xả cái đó luôn nha anh em. Hello, tiếp tục nha anh em, vào đề luôn nha anh em. Đây, mình lên một mã đồ nghề gia đình nha anh em. Đây là mã đồ nghề gia đình nha, anh em lưu ý giúp mình nha. Đây là mã đồ nghề gia đình, đó. Đây anh em. Thì gồm có cái gì anh em nha? À, một cái xà cầy nha anh em. Một cái xà cầy nha, đó. Đầu còn đẹp hết nha anh em. Đấy, một cái xà cầy nha. Rồi, một cái búa nha anh em. Một cái búa như thế này. Đây là mã số 1 nha anh em, 350. Đấy, một cái búa như thế này. Và một cái búa nhổ đinh quá đẹp luôn nhưng mà không có cán nha anh em. Bình thường mình bán cái búa này là 80 ngàn nha, nhưng hôm nay mình bán vô trong này hết tổng cộng là 350 nha anh em. Anh em xem bao nhiêu món nha. Đó, nó quá rẻ anh em. Búa này không có cán, anh em về đục cái này ra rồi bỏ cán vô nha. Đây. Đấy, quá đẹp luôn nha anh em. Một cái búa nhổ đinh quá đẹp luôn nha. Rồi, ba này. À, bấm ghim này là 4 này. À, móng tay là 5 này. Móng tay là 6 này. Móng tay là 7 này. Đó. Rồi. À, hai cái dao rọc giấy nhỏ và lớn luôn nha anh em. Đó. À, 2 4 6 7. Hai cái này là 9 này. Cái kéo như thế này là 10 này. Cái kìm như thế này và cái kìm như thế này. Đó. Là 12 này. Một cái kìm bằng này anh em. Đó, một cái kìm nhọn này. Mình đã chọn đẹp hết rồi nha anh em. Đó. À, kìm bằng, kìm nhọn và cái kìm cắt này anh em, đó là 3 này, là 13 này, 12, 3 là 15 nha, đúng rồi. Để mình dơ ra hết cho anh em rồi bắt đầu mình đếm lại sau nha. Và một cái mồ lết nha, đó, và một cái kìm tút dây điện nha anh em, đó, tút dây điện và một cái kéo cắt tỉa cành bonsai, đó, và hai cái tô vít, một tô vít dẹp, một tô vít ba ke đẹp luôn nha anh em. Rồi, hai cái dũa. Đó. Và một cái cần tiếp. Đấy, một cái cần tiếp hoạt động ok luôn nha anh em. Cái này, cần tiếp này là đang hoạt động bình thường hết nha anh em. Đây anh em, đó, đảo chiều nha anh em. Đó. Rồi. Rồi, một bộ cờ lê 8 10 10 10 12 12 14 14 17 17 19 và 2 19 21 và cái này là 2224 sao anh em. Đấy, là 7 cái nha, 2 4 6 7 cái cà lê nha anh em. Đó. Và một cái bộ lục giác 5 món. Đấy. Và một cái kìm cộng lực miệng rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Rồi. Và hai cái nhíp, một cây thước. Đó. Cây thước nha anh em, thước quá đẹp còn mới luôn nha anh em. Đó. Rồi, bây giờ mình đếm bao nhiêu món nha. Đây. Mình đếm đây. 1 này. À, một cái nha, một bộ cờ lê 7 cái là 8. À, 8 và hai cái nhíp là 9. À, là 10. 10 và 5 cái lục giác là 15. Cái kìm 16, cái kéo tỉa kéo cái cành 17. Dao rọc giấy 18, tô vít ba ke 19, tô vít dẹp 20. Bấm ghim 21, bấm móng tay 22, bấm móng tay 23, kìm nhọn 24. À, một kìm như vậy 25, kìm tút dây điện 26, mỏ lết 27, cái này kéo đuôi cá 28, kìm cắt 29, kìm như thế này là 30, một cái búa như thế này là 31, một xà cày là 32, bấm móng tay 23, 33 và một cái dao rọc giấy nhỏ 34, một cái dũa 35, một cần tiếp tự động 36, một cái búa đóng đinh nhổ đinh không có cán là 37, cây thước 38, một cái dũa 39 nha anh em. 39 món 350 nha anh em, mã số 1 350 nha. Rồi, ok nha anh em, 350k.
Rồi, mình lên cho anh em mã số 2 là 4 cái bánh xe nha anh em. 4 cái bánh xe nha. Đó, 4 cái bánh xe hoạt động ok luôn nha anh em. Đây là hoạt động ok hết nha anh em. Đó, thì 4 cái bánh xe này là mình đo đường kính cho anh em xem luôn nha. Bánh xe này là bánh xe đúc cho anh em. Đó, chiều ngang bánh xe này anh em là 4 xăng nha. Đó, chiều ngang bánh xe 4 xăng. Bánh xe này là 6,5 xăng nha anh em. Đường kính bánh xe 6,5. Chiều cao là 9 xăng nha anh em. Tổng chiều cao là 9 xăng. Và mặt bích của nó là 9 xăng vuông nha anh em. Đó, 4 bánh xe hoạt động luôn ok hết nha anh em. Đó, rồi mã số 2 nha anh em, 260k nha. 260k cho 4 bánh xe này. Đó, rồi mã số 3. Mã số 3 là kìm nha anh em. Kìm, mã số 3 là kìm nha anh em. Đó, kìm đó. Mã số 3, một đống kìm luôn anh em ơi. Đóng kìm luôn nha. Bao nhiêu cái, hai mươi mấy cái kìm luôn anh em. Hai mươi mấy cái kìm chỉ có 200k thôi anh em ơi. Đây, mã số 3 này anh em. Đó, mã số 3 nha, 200k. Đây là kìm lớn nha anh em. Mình đếm bao nhiêu cái kìm lớn nha. Anh em dùng cái kìm lớn và cái kìm nhỏ nha, là anh em biết được là nó chênh lệch như thế nào nha. Đó, cái kìm lớn anh em gần gấp đôi luôn nha. Rồi, 3 cái kìm lớn này, 4 cái này, 5 cái này, 6 cái này anh em. Đó, 6 cái này, 7 cái. Rồi, 7 cái kìm lớn nha anh em. Tổng cộng 7 cái kìm lớn nha. Và kìm cỡ trung nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đấy, 14 với 7 là 21 nha anh em. Đó, 21 cái nha. 21 và 2 cái kìm nhỏ như thế này là 23 cái. 23 cái, mã này là mã số 3 nha anh em. 200k cho 23 cái kìm nha anh em. Rồi, rồi tiếp tục anh em, mã số 4, 220k nha. Đây là tôi viết đóng nha anh em, tôi viết đầu sắt nha. Đây, cái đầu này là đầu sắt nha anh em. Đó, người ta gọi là tôi viết đóng nha anh em. Có dài có, ngắn có, ba ke có, dẹp có, cộng có, trừ có nha anh em. Đấy, để mình đếm cho anh em bao nhiêu cái tôi viết đóng nha. Đây anh em, một đống tô vít đóng này. Đó, tô vít đóng anh em thấy không? Đó, rồi mình đếm bao nhiêu tô vít đóng nha. Rồi, trong này là có 5 cái là không đóng nha anh em. Đây, 5 cái không đóng nha anh em. À, 4 cái thôi, 4 cái không đóng nha anh em. 4 cái là không đóng. Đó, to nhỏ có nha. Toàn là đầu đẹp hết nha anh em. 4 cái không đóng này. Còn tô vít đóng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 và 4 là 20 nha anh em. 16 tô vít đóng và 4 cái không đóng là 20 cái nha anh em. 20 cái. 20 cái nha anh em. Tổng cộng 20 cái mã số 4 này anh em. 220k cho mã số 4 nha anh em nha. Đó, 220k. Kê ơi, bỏ cái này xuống cho bạn. Đây, xếp chỗ đó, kẹp hết rồi. Rồi, mình lên cho anh em mã số 5 nha anh em. Mã số 5. Đây, mã số 5 nha anh em. Rồi, đây là mã số 5 nha anh em. Mã số 5, 190k cho tô vít đầu tiếp nha anh em. Đây gọi là tô vít đầu tiếp. Nó lộn xộn nha anh em. Từ như cái này là 5.5mm nè. Đấy, 5.5mm nè. Đấy, cho đến lớn nhất trong đây này, để mình coi lớn nhất trong đây là nó có đầu dài đầu ngắn đầy đủ nha anh em. Lớn nhất trong đây là 10 nha anh em. Đây là 10mm nè anh em. 10 nè. Đấy, 10mm nha. Đấy, 5.5 đến 10 nó lộn xộn hết nha anh em. Đấy, nó có cái này có cái kia nha. Rồi, cái này thì mở tiếp nha anh em. Đầu vuông nha. Đấy. Thì để mình đếm cho anh em hết nha. 2 nè. 3 nè. 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cái nha nè. Mã số 5, 190k cho 20 cái tô vít đầu tiếp nha nè. Đó, anh em thấy không? Đó,
mã số 5. Rồi mình lên mã số 6 cho anh em luôn nha. Mã số 6 là xà cầy nha anh em. Mã số 6 là xà cầy. Đấy anh em, 2, 4, 6, 7 cây nha anh em. 7 cây này là mã số 6 nha anh em. Mã số 6 này là 190k cho 7 cây xà cầy nha anh em. Bây giờ mình đo nha. Mình đo kích thước nè. Cây dài nhất là 51 nha. Cây dài thứ hai là 44. Cây thứ ba là 44 luôn. Cây thứ tư là 40 gần 46 nha anh em. Đó, cây thứ năm là 39. Cây thứ 6 là 24 nha. Và cây ngắn nhất trong này là 16, gần 17 nha anh em. Đó, 7 cây này nha. Tổng cộng 7 cây xà cầy nha anh em. Đầu thì đẹp hết nha anh em. Đầu là đẹp hết toàn bộ, đuôi nó nè anh em. Đây, đuôi nó đây. Đó. Rồi, mã này là mã số 6 nè anh em. Bỏ xuống cho bạn. Mã số 6, 190k nha anh em. Rồi. Rồi, mình lên mã số 7 nha anh em. Mã số 7. Mã số 7 này là 250 nha anh em. Mã số 7 250 nha anh em. 250k nha. Rồi trong này là nó có là hai cái mỏ lết size 300 nha anh em. Hai chục ngàn. Rồi. Trong này là có hai cái xe 300 nha anh em. Thì anh em lưu ý mà mình nói nha. Thì trong đây á là hàng này là mình chọn cái miệng là tương đối đẹp rồi nha anh em. Anh em về là vệ sinh ra mới xài được. Trong này có một cái là cái này gọi là độc nè anh em. Đấy, cái này không phải là bị mẻ người ta đắp giá đâu nha anh em. Cái này gọi là cái kiểu mỏ lết, nó độc nha anh em. Đấy anh em nè, mình rút lên được nè. Đấy mình rút lên anh em thấy lòi lên không? Đó, nó lòi lên nha. Đó, mình thả là nó tuột xuống nha. Đấy, miệng nó thì ok rồi. Nói chung là cái này thì miệng nó không được đẹp lắm, nhưng mà nó lại độc, có một cái rút lên rút xuống được anh em. Đó, anh em về nghiên cứu lại cái này nha. Rồi, ba cái là size 250 mm, còn hai cái là size 300 mm nha. Tổng cộng là 5 cái, mã số 7 250 nha anh em. À. Rồi, mình lên mã số 8 cho anh em nha. Mã này là 220 nha anh em. Mã này là 220. Là có một cái size 300 nha anh em, một cái size 300, hai cái là size 250 mm và hai cái còn lại là size 200 mm nha. Rồi, mã số 8 220k nha anh em. Bỏ hết ba cục lên cho ba luôn. Hai cục đó. Rồi, ngoài kia hai cục ngay chỗ kia rồi. Đây cái thùng đó. Rồi, mình lên mã này là mã motor nha anh em. Đó, mã số 9 nha. Mã số 9, 390k cho tổng cộng là 5 cục nha anh em, 5 cục. Đây. À, hai cục là như thế này nha anh em. Hai cục là như thế này. Đó, nói chung là này mình bán mù mình không biết. Cái này thì nó có dây điện, mình cắm thử là chạy nha anh em. Đó, cái này không biết là bơm nước oxy cho bể cá hay là làm cái gì mình không biết luôn, nhưng mà cắm nó chạy nha. Còn cái hai cái motor này thì anh em, đó motor này. Đó, nó chạy nha. Nó chạy cả nhông bên đây luôn anh em thấy. Nhông ở trong đây anh em, nó chạy nha. Đó, còn cái này á thì mình không biết làm cái gì luôn, dây điện nó chỗ đây anh em, dây điện nó này, nó cắt đứt luôn, sát luôn. Đó. Cái này nặng nha anh em. Cái này tầm hơn 2, gần 3 kg đó anh em, cái này. Ý là nó nặng anh em, nó nặng. Hơn 2 kg. Đó. Tổng cộng là 5 cục motor này anh em nha. Đó, anh em thấy 5 cục. 5 cục motor này mình bán rẻ luôn, mình xả 390k anh em về làm cái gì làm nha. Rồi. 390k mã số 9, mã số 10. Đó. Rồi, mình lên mã số 10 cho anh em là mũi. Mũi đục 13 ly nha anh em, mũi đục 13 ly. Cái dòng này thì nó dài nha anh em nha. Đó, đây. Đây anh em thấy, mũi đục 13 ly nha anh em. Mũi đục 13 ly nha. Thì mình đo nha. Mũi dài nhất là 44 cm nha anh em. Mũi thứ hai là 43,5. Mũi thứ ba là 41,5. Và mũi thứ tư là mũi ngắn nhất là 38 nha anh em. Đó, đầu nhọn hết nha anh em. Mũi rất là đẹp luôn nha. Đầu 13 ly nha anh em. Rồi, mã số 10 190k. Ok,
Mã số 10 nha anh em, 190k. Rồi, mình lên mã số 11 cho anh em nha anh em. Cái mũi này là bên kia mà. Mình lên mã số 11 cho anh em nha. Thì cái này đây. Mình xếp cho anh em xem cái này là cái mỡ làm đồng hồ hay là làm cái gì mình không biết nha anh em. Mà cái đầu vít nó là nhỏ nha, chứ không phải lớn nha. Đó, gọi là xoay này có anh em. Đấy, cái nút này là cái nút ở trên này là xoay được nha. Đây, xoay được này. Rồi người ta vỏ cho người ta dặn dành nè anh em. Đó, dặn dành nha. Đầu nào cũng có nha anh em. Như cái đây là đầu khóa này. Đấy, anh em thấy đầu khóa này. Khóa này là khóa số 6 anh em. Đó. Nó đầy đủ hết nha anh em. Nào là dẹp nè, ba ke nè. Đó, dẹp lớn, dẹp nhỏ rồi lục giác nè. Đấy. Dẹp lớn, dẹp nhỏ nha, ba ke nha, lục giác nha. Nói chung là đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ luôn, nguyên một bộ đây là đầy đủ luôn. Không thiếu cái gì hết. Đó. Mà nhỏ là nhỏ lắm luôn nha anh em. Đây để mình cho anh em zoom gần anh em xem nha. Đây anh em. Đây. Đây anh em thấy. Đây, cái đầu va ke nó rất là nhỏ luôn nha anh em. Rất là nhỏ luôn nha. Còn rất là đẹp luôn nha anh em, không phải bị gãy đồ gì đâu nha. Còn rất là đẹp luôn nha. Còn ở đây như là đầu đây là dạng đầu tiếp nè anh em. Đầu tiếp nhỏ nha anh em. Đó. Rồi. Đây là đầu dẹp nhỏ nha anh em. Đây là đầu dẹp nhỏ này. Còn như đây là đầu dẹp lớn nè anh em. Đó, khác nhau nha anh em. Đây. Đấy. Rồi, mình đếm bao nhiêu cái nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 cái nha anh em. 26 cái 190k. Chưa tới 8.000 một cái anh em. Đó, 190k nha anh em cho mã 11 nha. Rồi. Rồi, mình lên mã 12 cho anh em nha. Mã 12 là mũi khoan gỗ nha anh em. Mũi khoan gỗ nha anh em. Em bấm lại cho nó rõ. Rõ anh em. Mũi khoan gỗ. Để mình xếp cho anh em xem luôn nha. Đây. Từ lớn đến nhỏ luôn anh em à. Cái ngắn bỏ ra. Xếp bên ngoài. Đó. Đầy đủ luôn anh em ơi. Đầy đủ luôn nha anh em. Mã này là đầy đủ luôn. Từ nhỏ đến lớn luôn anh em ơi. Đó. Đây. Nguyên một mã luôn anh em ơi. Đây, mình để quay lại anh em xem nha. Đó. Tất cả nha anh em. Mũi khoan gỗ mình đã lựa đầu đẹp hết rồi nha anh em. 190k cho mã 12 nha anh em. 190k cho mã 12. Mình đếm nha. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 mũi nha anh em. Chưa tới 10.000, chưa tới 9.000, chưa tới 8.000 một mũi nha anh em. Mình anh em chuyển khoản đủ mình bao ship nữa thì cái này còn có 4-5 ngàn một mũi thôi anh em à. Đó, không có chỗ nào rẻ hơn nữa nha anh em, mình nói thật luôn nha. Đó, anh em cứ test trên mạng đi xem. Đó, mình đã coi rất là nhiều kênh nhưng mà nói thật sự cái giá mà bán mà để chất lượng và rẻ đó thì mình thấy cái shop của mình là ok. Anh em cứ xem nhiều kênh anh em biết nha. Rồi, 21 mã 190k cho mã 12. Rồi, mã 13 nha anh em. Mã 13 là 200k nha anh em. Mã 13 là 200k. Gồm có một đống lục giác anh em. Đó, đây là lục giác nha. Tất cả to nhỏ gì có hết nha anh em. To nhỏ gì có hết. Nhỏ cỡ nào cũng có luôn nha anh em. Đó. Nhỏ cỡ nào cũng có, nhỏ cỡ đây cũng có luôn nha anh em. Đây anh em thấy nhỏ, nhỏ như que tăm. Đó. Thì một đống như thế này anh em là 55 cái lục giác nha anh em, 55 cái. Chỉ có 200k anh em đếm ra là bao nhiêu tiền một cái. Chưa tới 4.000 một cái anh em. Mình bao ship nữa còn có 2-3.000 một cái anh em. 55 ở đâu mà rẻ anh em. Anh em chỉ bỏ ra 200k thôi. Anh em về bỏ trong một cái hộp đồ nghề anh em. Hoặc là anh em mua về bán lại. Cái lớn về anh em bán 30.000, 40.000. Đó mình nói thật. Mình bán tại ở đây mình bán lẻ là như vậy anh em. Một cái nhỏ nhỏ 15.000. Cái nhỏ nữa 10.000. Cái nào nhỏ nhất là 7.000. Không có 5.000 anh em. Cái này bao lời anh em, mình bán cho anh em như vậy.
200k 55 cái lục giác thì anh em tính ra chưa tới 4.000 một cái, mình bao ship nữa còn có 2-3.000 cái anh em. Rồi. Tiếp tục anh em, mình lên mã 14 anh em. Mình lấy cái rổ mình hốt vô cho nó dễ. Mình lên mã 14 cho anh em nha. Mã 14. Cái mã này là đẹp lắm anh em ơi. Mã này tuyệt đẹp luôn nha. Toàn là xà cầy đẹp hết. Cái mã này là quá đẹp luôn chứ không phải đẹp nữa. Mã này là xà cầy đẹp hết. Đó. Cái mã này mình nói thật là đẹp. Anh em nào không lượm mã này là tiếc nha. Mà lượm thì lượm sớm nha anh em. Đó. Cái mã này là đẹp. Quá đẹp luôn. Chỉ có 220k thôi. 2, 4, 6, 8, 10 cây anh em. 10 cây xà cầy quá đẹp. Còn từng nước sơn nha anh em. Còn từng nước sơn luôn nha. Đó. Đây như hai cái này là cái đuôi nó như thế này anh em thấy đẹp không? Đó. Đầu là đẹp hết nha anh em. Rồi, mã 14 220k cho 10 cây xà cầy. Đây. Rồi, mình lên mã 15 cho anh em nha. Mã 15 là mũi ve nha anh em. Mũi ve này là mũi ve nhộn có dẹp có nha. Đấy. Thì mình sẽ đây. Rất là đẹp luôn anh em à, mũi ve này á. Có cái họ chưa dùng đến luôn anh em. Mà toàn là mọc một số đồ không nha anh em. Này toàn là mọc số đồ không thôi. Đó. Nhọn. Rồi, đây anh em à. Dẹp đây. Đấy anh em dùm đấy từng cái dẹp nha. Đó, dẹp thì quá trời luôn. Anh em nè. Dẹp là mình đếm nha. Cái này bỏ riêng ra đây. À, dẹp là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 và 3 cái nhọn là 10 cái nha anh em. 2 cái nhọn như vậy mà 1 cái nhọn như thế này nha. 10 cái mũi ve này chỉ có 250 anh em à. Quá đẹp luôn anh em. 250 anh em về muốn đục cái gì đục luôn nha. Đấy, kể cả đục sắt cái đục gì đây dòng thép của Nhật trui rất là ok luôn nha. Mã 15 250 nha anh em. Rồi mình lên mã 16 cho anh em nha. Mã 16 là cái cây mở. Mở cái gì đây mình không biết luôn. Cái này mở cái gì mình không biết luôn anh em. Đó. Để mình xếp vô cho nó đâu vào đó rồi mình quay cho anh em nha. Nguyên một mã như thế này luôn anh em. Đó. Từ lớn đến nhỏ luôn anh em ơi. Đây. Anh em thấy từ lớn đến nhỏ luôn nha. Một mã. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái anh em. 10 cái. 220k mã 16 nha anh em. 10 cái chỉ có 220k. Anh em về mở cái gì mình không biết luôn. Nếu cái này mà đúng chuyện anh em mua một cái như thế này phải là cả 100.000 rồi. Đó. Anh em thấy không? Đấy. Cái này mình đo cho anh em xem nha. Tổng chiều dài luôn nha. Tổng chiều dài cái này là 35 á anh em. Tổng chiều dài cái này là 35 á. Đó. Rồi. Mã 16 220k. Rồi mình lên mã 17 cho anh em. Hôm nay chỉ có một mã búa này anh em tranh thủ cho anh em. Đó, một mã búa một thôi. Một mã búa thôi nha anh em, không có mã thứ hai. Búa mình cũng còn hết rồi anh em. À, mình đang xả like, like xả để bán xả để mình về hàng mới, mình đổ cửa hàng mới nữa nha anh em. Đấy. Đây, 1 2 3 4. Đấy anh em giùm thấy một cái búa nhổ đinh nè. À, cái này là nó có cái khe để bỏ đinh nha anh em và đồng thời nó có một cục 500 chỗ đây anh em. Mình bỏ cái đinh vào nó sẽ hít nha anh em. Nó hít xong rồi á là mình sẽ đóng cho nó dính rồi mình đóng luôn không cần lấy tay giữ nha anh em. Cái này là búa còn rinh, cán còn rinh luôn. À, nhưng mà nó bị mất cái chụp cao su ở đây nha anh em. Đây, mọc nó còn đây luôn nè anh em. Mọc nó còn đây luôn nha. Đấy, và một cái búa bi này. Đó. Đó, búa này. 2 4 5 6 7 8 9 10 cái anh em. 10 cái. 290k nha anh em. Một mã búa duy nhất 290k. Mã 17. Rồi, mã 18 là mỏ lết răng nha anh em. 280k anh em. 280k. Cái này là size 450 nha anh em. Cái này size 450 đang hoạt động ok. Còn lò xo, còn lưỡi gà đầy đủ anh em. Đó. Và cái này là anh em dùng này. Đó anh em thấy. Còn rất là đẹp luôn nha. Còn cả cái miếng da luôn anh em. Đây. Đó. Cái miếng da keo nó còn luôn nè. Đó. Nó hơi bung 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 ra nè anh em. Đó. Đây là size 250mm nha anh em. Rồi cái này là size 300mm nha anh em. 300mm 280k.
ra lấy ba một cái mỏ lít nhỏ dài nữa. Nãy khách nó lựa mất một cái, bốn cái, mã này bốn cái rồi. Mã này bốn cái nha anh em, không phải ba cái đâu. Có cái nhỏ nhất á con. Mã này bốn cái 280 nha anh em. Bốn cái chứ không phải ba cái đâu. Mình đang xả hạ giá sập sàn luôn anh em. Đấy, bốn cái này anh em. Cái này là size 250 luôn anh em nha. Đấy. Bốn cái mỏ lết này chỉ có 280 thôi anh em. Đang hoạt động bình thường hết, dặn lên dặn xuống thoải mái nha. Đấy. Rồi, mình lên mã 19 cho anh em nha. Mã 19 nha anh em. Mã 19 là đây, mã 19 190k cho đầu chữ T nha anh em. Mã 19 190k, đầu chữ T và có một cái ba cạnh như thế này, cái ba cạnh này là để mình coi thử là cái số của nó. Rồi cái này bỏ anh em ơi, cái này bị nứt rồi. Cái này bỏ nha anh em. Cái này bỏ. Kỳ ơi. Kỳ. Lấy cho ba một cái T. Đúng vậy, đấy ngay kề thùng á. Mình lấy một cái T khác mình thay vô cho anh em. Cái nào cũng được hết á. Đó, cái nào cũng được đó. Cái đó, 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 cái đó cũng được. Cái đó cũng được. Đây anh em. Mình thay vào cái đây nha anh em. Mình thay vào cái đây nha. Đó, cái này là mình đọc thông số cho anh em nha. À, 14, 17, 19 nha anh em. 14, 17, 19 nha anh em. Đó, con quay cái đầu búa vô đi nó khỏi đá. Xếp cho nó gọn ở chỗ đó là mình hay đi nhất. Quay qua bên đây. Rồi, và mình một cái chữ L như thế này nha anh em. Đó, chữ L này là mình không thấy số anh em. Chữ L này mình không thấy số. Mình đoán cái này là chắc 13, 17 anh em. 13, 17 nha. Đó, là hai cái này. Và chữ T này thì nó mình đọc nha. Anh em lưu ý mình đọc nha anh em. Cái này là 10, 11 nha. Cái này 11 nè anh em. Và cái này là 8 nha anh em. Rồi cái này là không thấy số. Cái này chắc cỡ cái này 13 anh em. Cái này 13. Rồi, cái này là 10 cái này là 21 nha anh em. Cái này là 14. Cái này là 14 luôn. Cái này là không thấy số. Cái này là 19 nha anh em. Và một cái này là dạng đầu lục giác nha anh em. Cái này nguyên riêng nó chứ không phải hàng vô đâu nha anh em. Đó. Cái này là đầu lục giác, mình không có chữ gia ban trên đây chứ mình không biết là dạng cái gì. Có chữ gia ban trên đây luôn. Đó. Cái này có lục giác 12 nha anh em. Cái này là lục giác 12 nha. Cái này là mình lục đầu lục giác 12. Và một cái cần như thế này vuốt qua vuốt lại được. Cái đây là 20 nha anh em. 20 mm nha, cái đây. Đó. Rồi, tổng cộng là 2 này. Này là 2 nha anh em, 2 cái này. 3 này. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đó, 12 cái này chỉ có 190k thôi anh em. Quá rẻ anh em ơi. Mã này là mã 19 nha anh em. Rồi, mình lên mã 20 cho anh em nha. Ui. Mã 20 nha anh em. Mã 20 là mũi dê lớn nha anh em. Đây là mũi dê lớn chứ không phải nhỏ nha anh em. Đó, mũi dê này là mũi dê lớn. Tổng cộng là có 6 cái. 6 cái là dài nha anh em. Để mình đo chiều dài cho anh em xem luôn nha. 3 cái nhọn và 3 cái dẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn nha anh em nha. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Đầu nào cũng đẹp hết anh em. Đó, cái này là hàng nhập nha anh em. Nó có sắc cây mì còn cái màu sơn luôn nè anh em. Đó, nhưng mà nó trui làm sao rất là đẹp nha anh em. Nó trui rồi. Đấy, bây giờ mình đo nha. Mũi nhọn là dài nhất là 35 nè. Nhọn dài thứ hai là 29 năm nè. Nhọn dài thứ ba là 25 năm nè. Rồi mũi dẹp dài nhất là 29. Mũi dẹp dài thứ hai là 21. Mũi dẹp dài thứ ba là 21. Rồi. 6 mũi này 250 nha anh em. 6 mũi này nó nặng lắm anh em ạ. 250. Mã 20. Rồi mình lên mã 21 cho anh em nha. Mã 21 nè anh em, mã 21 nha. 250 luôn nha anh em. Là cờ lê đầu dòng. Hai bộ nha anh em, một bộ khóa, một bộ đầu dòng nha. Để mình xếp cho anh em lên trên đây để anh em xem nha. Mình xếp xong rồi mình sẽ đọc số cho anh em nha. Cái này còn một cái nữa sao kỳ. Hết rồi, đúng rồi. Không có mã 26, không có 27 rồi, nên mã 25. Coi thử ở đâu. 25 kìa.
trong cái rổ đấy. Rổ đó có hai mã. Rổ đó có hai mã, con đừng đổ ra nó lộn á. Mã bao nhiêu? Dính dây điện rồi. Đúng chưa? Đó, hai mã đó là đúng á. Coi lộn á. Đây anh em, hai bộ cờ lê đầu dòng nha anh em, một bộ cờ lê đầu dòng và một bộ cờ lê khóa nha, là tổng cộng hai bộ này nha anh em, là 250 nha anh em, 250 nha, mã 21 250 nha. Và bây giờ mình đọc thông số cho anh em nha. Đấy, cái này là 80 nè, cái này là mười lô. Mã này là mã 21 nha, mình đọc từng số cho anh em nha. 80, 10, 12, 12, 14, 14, 17 và 17, 19, 19, 21 và 22, 24 nha anh em. Đó, 22, 24 và cái này là 10, 12 và 12, 14, 14, 17, 17, 19, 19, 21 và 24, 27 nha anh em. Đó, nguyên hai bộ cà lê rất là đẹp luôn nha anh em. Đây, anh em xem nó. Đó, hai bộ cà lê quá đẹp luôn anh em ơi. Đó, hai bộ cà lê luôn nha anh em. Anh em thấy không? 250, mã 21, hai bộ này, 250. Rồi, tiếp tục mã 22 cũng y vậy luôn nha anh em. Mã 22 nè anh em, 250 nha. Để mình xếp lên y như vậy anh em xem luôn nha. Rồi, hai bộ nha anh em. Tổng cộng đây là hai bộ nha. Đấy. Và mình đọc cái này trước nha. Cái đây là 80 nè anh em. Rồi 10 12, 12 14, 14 17, 17 19 nè anh em. Rồi 19 22 và 21 23. Còn cái này á là 10 12, 12 14, 14 17, 17 19, 19 21 và 24 27 nha anh em. Đó. Hai bộ này nha anh em là mã 22, 250 nha anh em. 250. Rồi. Mã 23 đâu? Ba mà ở trong cái kia là nguyên cả rổ đó, hình như là một mã luôn sao? Không có hai mã chứ. Nó dán đó rồi mà. Tôi kêu mẹ ra coi cái đó thử coi. Đây anh em. Đây. À, mã này là mã 23 nha anh em. Để mình dán bên đây cho anh em thấy nha. Mã 23 nha anh em. 390k cho mã 23, 390k. Đấy. Thì đang hoạt động bình thường hết nha anh em. Đó, đây, anh em dồn đây. Hình thức nó như thế này. Cái này là ép cốt thì cái gì mình không biết nha anh em. Đó, làm cái gì mình không biết. Rồi mình để cho anh em 390k. Đây, mình bơm lên cho anh em xem này. Đó, nó lên nè anh em. Anh em thấy lên không? Đó, nó lên nè. Đó, tới đó là hết nha anh em. Mình xả xuống này. Đó, ok nha anh em. Đây, đây, bơm nè anh em. Để mình bơm cho anh em xem nha. Đây, lên nè, đó. Chỉ còn mấy cái là lên đủ anh em. Đó, rồi xả nè anh em, tụt xuống nè. Rồi ok nha anh em. Cái mã này là mã 23, 390k. Ừ. Rồi, đây là mã 24 nha anh em. Mã 24, 390k luôn nha anh em. Đây, mã 24, 390k luôn nha. Đây, bây giờ mình bơm cho anh em nha. Đây, anh em dùm đầu đây nha. Mình bơm lên nè. Để mình coi thử. Cái này cũng bơm được không? À, lên anh em à. Nó lên nè. Đó. Cái này thì nó lên chậm hơn cái hồi nãy nha anh em. Mình không biết nó, cái này nó sử dụng kiểu gì mình không biết nha. Nhưng mà mình bơm là nó lên nè. Đó, anh em thấy lên không? Đó, lên. Rồi, tới đây là hết lên nha anh em. Rồi, bóp cái này xả xuống anh em. Đó, xả xuống nha. Rồi, ok nha anh em. Rồi, trong đây nó có một cái gì mình không biết luôn anh em. Nó quấn sau mình để y vậy luôn nha. Cái này nè, một cục nặng nha anh em, mà không biết là cái này là cái gì luôn.
chắc cái lưỡi cái gì ở trên đấy anh em. Đó, cái này mình không biết, nguyên nó bó nguyên cục về luôn anh em à. Nguyên cục về luôn nha. Rồi, mã 24 390k luôn nha anh em. 390k luôn. Rồi, mình lên cái này là cái cử, cái thước cử của cái gì mình không biết anh em. Đó, là mã 25 nha. 25 250 nha anh em. Thì cái này là cái cử gì mình không biết luôn. Mình thấy đây, tổng cộng là có 4 cây. Một cái cử như thế này. Đây. Một cái cử dài nha anh em, còn số má đầy đủ hết nha anh em. Đây. Mình dặn cái này nè, mình dặn cái này ra. Rồi, mình vuốt cái này qua được nha anh em, qua lại được nha. Rồi, mình khóa lại anh em. Đó, mình khóa lại cứng ngắc luôn nha. Một cái cử như thế này mà mình không biết cái cử này để làm gì luôn. Đó. Mình không biết cái cử này để làm gì, nhưng mà hay lắm nha anh em, cái cử này hay lắm. Rồi, và bốn cái cử như thế này anh em, để mình đo đây, nó còn dặn ốc vít đầy đủ hết nha anh em. Ừ. Đầu đây nữa anh em. Đây. Đó, nó vậy đó, dài nha anh em. Mình cho anh em xem từng cái rồi mình đo cho anh em xem luôn nha. Đây, cử nó như thế này anh em. Đó, dặn cái này lại. Rồi. Đó. Rồi, cái này nữa nè. Đó. Mở cái này ra là tuột được anh em. Anh em về vệ sinh cho nó tuột nha. Đó, khóa lại. Rồi. Bây giờ mình đo chiều dài nha anh em. Cái cử dài nhất trong đây á là từ đầu đến đuôi luôn nha anh em. Là 86 phân nha anh em. Cái cử này nè. Cái này là dài 86 nha. Rồi đến cái thứ hai là dài 70 nha anh em. Cái thứ ba cũng 70 luôn nha anh em. Rồi cái thứ tư là cái ngắn như thế này nha anh em. Cái thứ tư là cái này là dài là 36 nha anh em. 36. Rồi, còn cái cử này á là dài 62 nha anh em. Rồi, tổng cộng 5 cái cử như thế này. 5 cái nha anh em nha. Đây. Đó, 5 cái. Xếp ra anh em xem. 5 cái. Tổng cộng là 5 cái. Đó, 5 cái nha anh em. Thì mã 25 250 cho 5 cái cử này anh em. Rồi. Mã 26. Mình xả rẻ anh em nha, anh em tranh thủ cho mình nha. Chốt nha. Để chiều nay mình lên video bán đồ món cho anh em. Và ngày mai mình sẽ xả công cụ máy móc mình xả. Anh em đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình với nha. Mai mình xả rẻ luôn. Để mình không bao giờ mình bán đồ máy móc công cụ nữa nha anh em. Mình xả rẻ hết máy móc công cụ luôn. Có cái gì mình xả cái đó luôn nha anh em. Đó, mình xả tẹt ra luôn riêng bên đồ máy. Sau này mình chỉ chuyên bên đồ nghề thôi anh em. Đó. Rồi, mã này là mã 26 nha anh em. Mã 26 250k cho quá trời cái này luôn anh em. Có cái gì là mình chốt chung đóng cho anh em luôn. Đó. Chỉ có 250 thôi, nhưng mà bao nhiêu món mình đếm cho anh em nha. Cái này thì khỏi đếm luôn anh em. Đó, cái này là coi như là tặng cho anh em luôn. Đó, mấy cái nhỏ nhỏ giờ mình không biết. Bó này 10 cái này. Đó, bây giờ mình đếm nha. Bó này 10 cái này. Rồi cái này 15 cái này. Có số 15 này, mình đã đếm rồi nha. 15 là thành 25. Đó, mấy cái này tí nữa tặng anh em luôn. 15 và cái này 16 cho 15 luôn. 15, 10 là 25, 25, 30, 40, 41 cho 40, 40 và cái này 20, 20 là 60, 60 và cái này 10 là 70, 70 và cái này 10 là 80, 80 và cái này 20 cái luôn anh em. Đó, là 100, 100 cái, 100 và cái đây 20 cái nữa anh em, hai mấy cái luôn á, là 120 đi, 120 cái đây, bó này như cái, rồi, cái này cho 10 cái đây anh em, cái này cho 10 cái đi, đó, 100 là 130, 130 và cái đây 20 cái, là 150, 150 cái này 10 cái, là 160. Cái này cho 10 cái nữa đi, là 170. 170 và cái đây cho nó 10 cái nữa, 180 anh em à. Đó, 180 cái nha. Nó có thiếu một hai cái thì cũng sao anh em à, mà nó có dư lên cũng sao nha. 180 mà mình tính 170 thôi. Mình tính 170 thôi nha. Là mình cái này mình 10 cái này là mình bỏ tặng cho anh em luôn nha. 10 cái này. Đó, là mình tặng cho anh em luôn. Mình tính trong đây 170 thôi. 170 cái. Rồi, 250 nha anh em. 170 cái, 250. Lắm rồi. Nhét nó vô nó khỏi rớt ra.
cho nó tuột lên tuột xuống, dây rút nó bị tuột á. Rồi ok anh em ơi, cứ dài đi, tạm ổn dài đi, khi mình gói hàng là nó cũng nằm hết ở trong cái gói hàng của anh em. Rồi à, đâu cái mã rồi, 170 cái thì anh em đếm ra bao nhiêu tiền cái. Mình xả rẻ nha anh em, cái dòng này là mình hết sạch luôn rồi nha. À, cái này không có nữa đâu nha anh em, không có nữa, muốn nữa cũng không có, bó tay luôn. Nói chung đây mã 26 250 cho 170 cái nha, 108, còn cái lẻ lẻ mình bỏ, 10 cái lẻ mình bỏ là còn 170, 170 cái là 250. Anh em tính ra bao nhiêu tiền một cái là hình như có ngàn mấy, 2000 gì anh em ơi. Mình bao ship nữa thôi, cái mã này là mình lỗ luôn, một đống luôn, anh em về muốn bán lại hay muốn dùng là thoải mái luôn, chỉ có 250 thôi. Cái này tí nữa bỏ riêng, đừng bỏ gần đó nó lộn nha, bỏ ngay chỗ góc tủ kia. Rồi mình lên tiếp anh em à. Đây anh em có một cái này rất là hay nha, cái này không biết để làm gì, tỉa tóc hay là làm gì cho thú cưng anh em đó, hay là làm gì đây, có nút điều chỉnh nha, điều chỉnh cái lưỡi này là nó dày hay nó mỏng nha anh em. Đây khi mình dặn lại hết là nó hết luôn nha, nó không hở luôn nha anh em, nó không hở đó, nó không hở luôn nha, mà mình mở ra là nó sẽ hở này đó, nó hở ra này đó, anh em thấy hở không, đây nó hở ra rồi đúng không, bây giờ mình dặn lại là nó khít luôn nha anh em, dặn lại là nó khít luôn, đây nó khít lại này đó, khít lại luôn anh em thấy không, thấy khít lại không đó, nó khít luôn. Nói chung là đây là tỉa tóc, chải tóc cho thú cưng hay sao anh em. Và cái dớt phở gì đây mình không biết đó. Rồi đóng đây, và bây giờ mình đếm đi, 2 nè, 2 3 4 5 6 7, cái này một cái cào, rồi một cái làm kem gì ra nè đó, rồi gấp gì đây đủ thứ. Rồi cho nó cái này là mấy cái này cho 10 cái đi, 10 cái, cái này 10 cái nữa anh em ơi. Đó cào hoa quả gọt củ quả gì đầy hết, nói chung là một bó luôn, 10 cái nữa là 20 cái, cái này bỏ vô đây cho luôn, 20 cái, 20 cái thôi, 20 cái, còn cái này là 20 cái nữa cho 40 cái luôn anh em. Đây có cào gọt củ quả này, gấp nè, nĩa nè, đó đủ thứ, 20 cái nữa là thành 40 cái nè anh em. Thôi cái đó bỏ ngoài kia, con bỏ ngoài kia con, cái đó ở đây. Rồi 40 cái, cái này 10 cái nữa là 50 cái, 50 cái, và cái này là này như cái rồi, 50 cái, cái này 2 4 6 8 10 12 14 15 cái anh em đó, 40 ở cái này, 15 nữa là 55, 55, và một bó dao như thế này mình cho nó 10 cái luôn, một bó dao thái, dao gì đủ các loại đấy là 60 cái. Và một bó như thế này, dao rọc giấy nhỏ lớn này, dao gọt củ quả này, rồi dao rọc giấy này, một cái lưỡi cưa này, một cái gì đây mình không biết, và một cái dao kẹp anh em, cái dao đây anh em đó, một cái dao gấp nha đó, đây một cái dao gấp nha anh em đó, còn cái dao này sử dụng như thế nào thì mình bó tay luôn đó. Rồi hết tất cả bao nhiêu đây anh em, hết tất cả bao nhiêu đây luôn à, để mình sẽ bỏ thêm vô đây một con dao nha anh em, một con dao thôi con đâu cháu, để mẹ lấy con dao, hết tất cả một đống đây luôn anh em, anh em dùng nè, đây hết tất cả một đống đây luôn nha, đây mình chất lên cả đống rồi luôn đó, tất cả luôn đó, mình đếm sơ cho anh em thôi nha, cái mã này mình đếm sơ cho anh em, bây giờ mình không nhớ bao nhiêu cái, anh em chốt cái này là 250 nha anh em. Đây mã 27 nha, 250k nha, mình sẽ tặng cho anh em một con dao đây đó, riêng lấy cái mã đây mình tặng cho anh em một con dao có mộc có số má đàng hoàng nha anh em, dao rất là bén luôn nha, dao rất là bén luôn anh em, bén cực kỳ bén luôn nha đó, một con dao nha, một con dao đẹp luôn nha anh em, chứ không phải dao xấu đâu nha. Rồi mã này là 250 nha anh em, 250, riêng con dao này không là đã 80k rồi anh em à, con dao này không 80k rồi. Rồi không bỏ riêng ra góc chứ để lộn với cái mã kia. Đây bỏ cho gọn luôn. Rồi mình lên cho anh em mã này là mã 28, 190k nha anh em, 190k cho mã 28, gồm có cái gì mình sẽ tính cho anh em luôn nha. Đó, đây mình xả giá sập sàn luôn để cho
mình mở cửa hàng mới, mình sẽ đổ hàng mới, mình bán lại tiếp anh em à. Nói chung là mình làm cái gì, nói chung là cũng có lúc cao lúc thấp anh em. Đây, một cái dao rọc giấy nha anh em. Đó, hoạt động ok nha. Một này, đây, hai này. Đó, mình đếm bao nhiêu con dao rọc giấy đã nha. Anh em lưu ý tính trên màn hình cho mình, nhiều lúc mình tính nó bị lộn anh em. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 con dao rọc giấy, 14 con dao rọc giấy nha anh em, 14 con dao rọc giấy. Đấy, 14 con dao rọc giấy. Và bấm. Bấm là 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Tất cả là hoạt động bình thường hết nha anh em. 15, 15 cái bấm móng nữa. Đấy là cộng lại là bao nhiêu nha anh em. Và bấm ghim hai cái. Và hai cái kéo như thế này. Đó. Cái kéo đây mình không biết để làm gì nữa. Hai cái. Và thước. Thước là 2, 4, 6. Đây mình kéo ra cho anh em xem luôn. Đó. Thước. 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 Rồi, thước. Rồi. Ok, mã 28 190k. Mình đếm lại cho anh em luôn nha. À, sợ anh em đếm, mình đếm từ đầu đến cuối. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 cái nha anh em. 39 cái chỉ có 190k thôi. Thì anh em đếm ra bao nhiêu tiền một cái. Về xài chán đời. Thoải mái luôn. Chỉ có 190k. Rồi chưa? Rồi. À, được rồi, tiếp này cho bạn. Rồi, mã cuối cùng anh em. Mã hồi nãy bao nhiêu vậy? 28. Mã 29 anh em là mã cuối cùng nha anh em. 29. 29. À, 220k nha anh em. 220k cho cái rổ tiếp này. Là rổ tiếp này là 220k. Thì rổ tiếp này nó lộn xộn nha anh em. Bỏ cái hộp gỗ ra coi. Rổ tiếp này nó lộn xộn nha anh em. Khi mình cho gói hàng là mình sẽ đếm lại cho anh em nha. Đúng 52. Đúng 52 đầu tiếp nha anh em. Đúng 52 đầu tiếp. Từ 50 ly cho đến cái lớn nhất là này, em thấy số không? Lớn nhất cái này là như là 27 anh em. Gia ban cái gì đây, cái này mình không thấy số luôn anh em, nhưng mà mình đoán là cỡ 27 anh em. Lớn nhất là 27 nha. 52 đầu tiếp, trong đó là có nối luôn nha. Đây đầu tiếp này nè, đó nối này, đấy nối này và nối nữa này. Đó, cái này là đầu này dạng lục giác bên trong đấy, nối. Và trong này có một cái đây nối ngắn nữa nè anh em, nối ngắn nữa nè. Trong này có một cái lắc léo nha anh em, có một cái lắc léo đấy. Anh em về bỏ dầu mỡ là nó sẽ trơn tru nha, để mình bẻ qua này. Đó, nó cũng cong qua. Anh em bỏ dầu mỡ gõ là nó sẽ qua lại nha anh em. Một đầu lắc léo là trong này là 52 cái nha anh em. 52 từ 40 ly 4,5 ly cho đến 27 ly nha anh em. Đó là lộn xộn nha anh em nha. Rồi, mã 29, mã 29 220k. Rồi, anh em cho mình dừng video tại đây nha. Khi mình gói hàng là mình sẽ đếm lại đúng 52 đầu tiếp nha anh em. Rồi. Anh em cho mình dừng video để mình chốt mình up video lên cho anh em chốt hàng nha. Chiều nay mình sẽ lên một video bán đồ món nha anh em, đồ cái. Cứ 190k trở lên anh em chuyển khoản đủ mình bao ship. Và đồng thời là mai mình sẽ lên video cho anh em là máy móc công cụ xả rẻ, để không bán hàng máy móc công cụ nữa. Mình sau này mình chỉ chuyên đồ nghề nha anh em. Thì mai mình sẽ xả rẻ.
máy bào, máy khoan, máy cắt, máy cưa, máy cầm tay, đủ các loại nha anh em. Thì mai mình sẽ xả rẻ, anh em lưu ý đăng ký kênh và like, chia sẻ kênh cho mình ngày càng mạnh thêm. Mình có động lực, mình làm nhiều video cho anh em xem. Anh em xem vui, không chốt hàng cũng được. Chỉ cần anh em like, chia sẻ kênh cho mình là ok rồi. Anh em không chốt hàng cũng được, không sao hết anh em. Cũng vui vẻ nha anh em. Đó, anh em còn chốt thì mình rất cảm ơn. Mà anh em nào chốt thì kết bạn số Zalo mình để ở dưới tiêu đề. Rồi anh em kết bạn Zalo, anh em nhắn qua là chốt mã số mấy số mấy. Mình sẽ trả lời cho anh em trong vòng 5 phút là muộn nhất nha anh em. Còn đa số là anh em cứ nhắn tin qua là mình trả lời liền. Nhiều quá thì mình sẽ chậm hơn một tí anh em. Đó. Và anh em lưu ý cho mình là hàng bên mình không ship code nha anh em. Không ship hàng tới nơi, nhận hàng trả tiền là mình không đi hóa đơn được nha anh em. Chuyển khoản đủ mình bao ship, cọc mình không bao ship.